Việt Nam á, nó đang chú ở trên kia bằng gì? TikTok à, TikTok mà. Đúng rồi, TikTok mà con tìm số điện thoại của chú hoài để con nói chuyện với chú cái vụ này. Chú Rồi. ơi, nếu mà có ai khổ thật sự chú có hả giúp, chú có hả bỏ công bỏ tiền ra chú giúp là đúng. Còn nếu mà những cái đứa mà nhỏ 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 đó, khoảng 28, 29 đảo lệ đó, chú nó Rồi. gạt người ta đó, Vâng, nó gạt người ta đó. ta ghi nhận rồi. Con không có biết bình luận, phải con biết bình luận, con sẽ vô những cái nick của chú, mấy đứa Rồi. nó đăng lên con sẽ bình luận, con sẽ Rồi. bình luận. Hồi trước á, nếu mà nói gạt qua Trung Quốc bán là con đồng ý, là con đồng ý đó. Còn sau này mà dạng mà như 29 đảo lệ đó, 29 tuổi ha, đảo lệ ha, là nó qua đây nó gạt người ta không à. Bây giờ con nói với chú nha, cái người Trung Quốc sợ người Việt Nam mình dữ lắm, sợ cực kỳ luôn. Nghe nói bây giờ nó cứ vợ người Việt Nam nó ham về cứ, nhưng mà nó rất là sợ. Tại vì qua đây ha, 10 đứa là nó trốn có 8 đứa đó Cái đó ừ. làm sao ta nè, nói sao cho nó thì sao. Cái đó là đi hàng quay đó, nó gạt người ta đó chú. Rồi rồi, để biết để mà phòng Mấy ngừa. con dặn gì nè, mấy đứa mà kêu chú ơi cầu cứu đi, con khổ này kia. Nếu mà có chồng qua bên Trung Quốc này, thật sự nếu mà nó khổ là chồng nó không cho nó xài điện thoại, phải ở nhà thiệt nghèo, không cho ăn, không cho xài điện thoại, là ăn món đồ ăn của Trung Quốc là mới gọi là khổ. Còn đằng này nếu mà nó ở cao cửa rộng, có giấy kết hôn là không bao giờ nó khổ nghe chú. Chú đừng có bị tụi nó gạt nữa nha. Tại con thấy tụi nó gạt chú mà chú bỏ tiền ra cái chú giúp, bỏ công cái chú giúp, cái con sót cho chú con cái của chú Rồi. bị nó gạt. Rồi, phải bây giờ Rồi nói nè, nè bây giờ nè. Bây giờ anh nói người nào, bây giờ anh đăng cái này lên để cho người ta đừng về. có để cầu cứu anh nữa được không? Chứ bây giờ chứ Dạ. giờ Đăng lên con đi. rồi Cứ đăng mình đăng con. thôi. Rồi rồi. Đăng lên Rồi con lên. chứ chứ Đăng bây giờ lên con. chứ bây giờ giúp nó cứ giúp biết là bên nhà tiền sao chịu nổi đây. Giờ tôi bữa hổm này có mấy trăm triệu rồi. Giúp cho bên này. Không, tại vì nó thấy chú cứ giúp giúp rồi nó cứ kêu chú giúp hoài, con nổi điên lắm luôn á, con thật sự con điên lắm luôn. Nhưng mà con không có biết để cái chữ bình luận, con không biết chữ, chứ con mà biết chữ con vô chú con bình luận liền, con nói thật sự. Mấy cái đứa nhẹ như con nói chú là 29 tuổi đảo lại là nó qua đây ha, nó lấy là hai ba thằng chồng không à, nó đi nghe con nói chú nha, nó lợi nhà này cái nó lấy người ta 150 triệu, cái ở hai cái nó đi chỗ kia lấy 150 triệu, cái đi hai ba ngày cũng nọ. Con chú nói con nói chú nghe, nếu mà hồi xưa nói là gạt bán ở Trung Quốc là có, là hồi xưa dễ đi gạt qua đây người ta bán, còn đời bây giờ đi không có dễ, phải làm giấy tờ kết hôn, mẹ mày không gả là không có cứu mày qua đây được. Là con nói thật sự với chú như vậy đó. Cái này con nói thật sự, chú đừng có giúp nữa. Nếu mà ai khổ quá, ví dụ người ta trên rừng trên núi, người ta nghèo, người ta không có cơm, không có gạo gì ăn đó, ta kêu chú giúp, chú có hả giúp. Còn mấy đứa nhỏ nhỏ nhỏ, hai mấy tuổi, đừng nên giúp. Rồi, Chú ghi bỏ công. Nè, chú bỏ công, chú bỏ tiền, chú giúp nó, cái nó vài ba bữa nó dọt qua đây lại nữa. rồi. Đó là chú hiểu con nói không? Hiểu 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 Đừng rồi. Đó bây bây lên bây bây nè, bây giờ nói chung là em nói thì nói chung là anh công nhận ghi nhận thì nói em, ăn nhiều người học nói anh nhiều lắm. Nói anh Hải đừng bỏ tiền dạ ra cứu mấy này nó lợi dụng chú Hải rồi lợi dụng anh Hải rồi rồi nó bỏ tiền ra chuột đưa nó về rồi nó qua nó lấy nữa lấy kiếm tiền nữa rồi muốn giúp nữa. đúng rồi, cái đó là nó hại chú, chẳng những chú giúp chị rồi công an bên đây người ta điều tra tới chú khổ nữa, chú khổ lắm. Là do nơi chú, là chú biết tại sao người ta bỏ mấy trăm triệu người ta cứu nó đó, chứ phải tự nhiên đầu của nó mà ta lôi nó về bên đây được đâu. Ta lợi cha mẹ nó phải không, ta làm đám cưới tiền cho cha cho mẹ nó cái kết hôn luôn. Con tức mà bữa nay con điện được chú thiệt, con mát lòng mát dạ ghê luôn. Rồi, ghi nhận những gì bây giờ hồi xưa thì có bây giờ là hết phải không?
đúng rồi Không, đúng rồi bây giờ là chỗ bắt bán ở đây. Không, bây giờ là không có. Một là nó đi tình nguyện chui qua, còn điều kiện thứ hai là phải gửi về tới Việt Nam làm giấy kết hôn, giấy Rồi. tờ, người ta tốn tiền dữ lắm, Vâng. người ta tốn tiền cực. Chú biết đó, cái người Trung Quốc ở đây đó, người ta giàu thiệt nhưng mà người ta bằng cực dữ lắm. Rồi. Người ta nhịn ăn, ta sẽ cho mình ăn những cái món ngon của mình thích là người ta cho mình ăn, quần áo người ta cho mình bận đầy đủ, ta rất là thương dâu thương vợ người ta lắm luôn đó. Cứ đừng có ai mà đòi cứu, cái chú vô chú cứu ai đòi cứu, chú đâu có tiền dư gì tiền nhiều đâu mà ai ai chú cũng cứu. Cứu gì là như là khác nào chú giúp cho nó đó. Là tiếp tay nó phải không? Tiếp tay cho Tiếp nó tay tiếp tay để bỏ chồng phải không? Rồi nó, nói chung là bỏ chồng rồi bắt đầu về tới bển đi, có bắt đầu cái nó không có tiền, cái vài tháng sau cái nó kêu người ta gả nó nữa, rồi gả nữa cái qua anh đây cái chú đòi cứu đi về nữa, rồi không lẽ chú ra tay chú cứu hoài. rồi 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 chứ công nhận câu nói là rất là đúng, câu nói là rất là đúng. Tại vì con ở đây 8 năm rồi, 8 con năm ở đây 8 năm rồi đó, con biết rồi con nhiều luôn đó. Con thấy mấy đứa này nó bây giờ người Trung Quốc mình nó sợ gần chết, nó dạ sợ người Việt Nam luôn đó. đúng rồi đúng rồi. Bởi mấy thằng này nó nói bây giờ mà muốn giúp tao, cứ vợ mày dắt tao về Việt Nam đi, tao đưa tiền cho cha cho mẹ nó rồi làm giấy kết hôn tao mới qua đây, chứ bây giờ mày tự nhiên mày dắt nó qua đây tao cũng không lấy. Nó sợ gì đó chú, cái này là con nói thật sự. Rồi 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 Còn mấy 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 người chồng Trung Quốc có biết chú cứu mấy này không, mấy người chồng Trung biết Quốc bây giờ đó. cái mạng xã hội của Trung Quốc này người ta đăng lên dữ lắm luôn, mà tại vì Vâng. nó nói tiếng Việt chứ nó không nói tiếng Trung, chứ nói tiếng Trung công an bên đây người ta kiếm chú luôn rồi đó. Vâng. Cái này con nói thật sự, cái này con nói thật sự đó. Vâng. Tại vì mấy đứa này chú cứu vậy đó cái nó trốn, nó Rồi. trốn nó đi á, cái mấy thằng rể này nó đâu có đòi tiền lại được, Đúng rồi. mất tiền của người ta mất Đúng rồi. gần mấy trăm triệu đó nghe chú À, nha. đúng rồi, đúng rồi. Ở bên TikTok của Trung Quốc này á, chú Vâng. nổi dữ dằn luôn, chú Vâng. nổi dữ lắm luôn. Ừ, Chết chú đăng lên rồi. Chết thiệt rồi. thiệt con nói thật sự, con là theo dõi cái clip của chú nhiều nè, mà tại Vâng. con không biết số điện thoại, mà hai con coi ghét ghét con xin cái số điện thoại của chú đang con nói chuyện Rồi. với chú, Rồi, đây là tức tức lắm vậy là con thỏi lòng phải không? Gặp chú rồi con rồi, rồi. khỏi lòng Rồi bây giờ rồi chú đó một chút chú đăng này lên để cho chú không cứu nữa, chú nói thẳng nhiều người họ, họ chửi chú đó thiệt. là chú đồ ngu này kia, bỏ cây này chuột Tại mới vì con nữa thấy chú á, bỏ tiền ra cứu con sót, giờ. con muốn nói cho chú vậy đó. Ai biết chú cứu thì chú bỏ tiền chú cứu người Rồi. ta, nhưng mà chú Thôi. cứu người ta đó là cũng như họ tiếp tay hại mấy thằng Trung Quốc ở đây đó, Rồi thấy cô đúng. nghiệp người ta. À, đúng 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 rồi đúng con nói đúng rồi. Đúng, nó bỏ ra mấy Đúng trăm triệu, bốn trăm, bỏ người là 400 triệu luôn không? lên Rồi, thôi. À, chú mấy trăm chú triệu. nghĩ coi nè, đi về ta phải mua vé máy bay về nè, cha con ta cha mẹ ta phải lôi phải xúm nhau về Việt Nam, rồi lại nhà con dâu này coi đồng ý chịu người ta mới gả, Đúng ta đúng mới đúng cưới. đúng 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 rồi. Chứ Ừ. không chịu á không có ai gả đâu, không Rồi. ai cưới đâu. Rồi. Hồi xưa á nếu mà người ta kêu cứu là chú cứu là được, tại hồi xưa bị gạt, hồi xưa đi biên nó dễ lắm, còn bây giờ đi nó khó lắm, không Đúng có rồi. giấy tờ qua được, Đúng công rồi. an nó bắt hết trơn. À. Ừ, chú giờ chú nổi ở bên tù dinh của quá ghê luôn, Rồi. À, nói con chung thấy lướt lúc nào cũng có chú lên hết trơn á. đúng rồi, nói chung là chú cứu tầm Không, 7 không có giúp nữa nghe, ông giúp đừng rồi có giúp nữa không coi. rồi 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 rồi, Chú cảm cứ ơn con. hiện cái con lên đi. Rồi, rồi 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 chú sẽ đăng con lên. Chú ai mà giờ chú nói là có nhiều người chửi chú này kia, thì chú nói vậy nói thẳng vậy luôn cho nó cho mẹ nói thẳng luôn cho nó đừng anh chú đừng cứu nó cái điện cứu riết rồi chú cũng mệt quá rồi. Chào con hỏi chú gì nè, bây giờ con nói với chú Hải gì nè, nếu mà nó khổ chồng nó không cho xài điện thoại làm sao nó liên lạc về với Đúng chú, đúng 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 đâu có đúng liên đúng lạc. đúng rồi. Còn nếu mà nó nhốt bởi tao nhốt mày thì phải nhà phải tồi tàn xấu xí, còn nhà chồng của mày nếu mà nghèo khổ á thì nó cho mày ở ở chòi chanh vách lá, cho ai cho mày ở như nhà đúc này, như nhà này, như nhà đúc nhà tường này chú, Đúng đúng phải rồi. không? Ở nhà đẹp quá, nhà đẹp Đúng thì không nè, đúng 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 đây đó. nó nhốt mày sao nó cho mày ở gì được,
Đúng rồi, Khoan cho một điện chút. thoại rồi, đúng rồi, là nó lấy điện thoại luôn. Không. Được rồi. Trời ơi, ở đây người ta cưng dâu Việt Nam, ta chồng mình nó cưng dữ lắm. Nó sợ mình Đúng bỏ, nó thấy bà nội tại bỏ một đống tiền. rồi. Bỏ một đống tiền luôn. Nó cưng mình, nó sợ mình bỏ nó thôi. Còn mình ở với nó tốt đi, cái gì cũng được hết trơn. Đừng có nói nghèo khổ gì. Nghèo bây giờ đi chăng nữa vậy, chừng nào mấy cái thằng nào nó đối xử nó xấu, nó không cho mình ăn đồ Việt Nam, hoặc là nó đánh đập mình á Rồi. đó, mình bỏ nó thì được, cái đó đi, mình bỏ nó được, mình chấp nhận đi. Còn đằng này nó ăn sang mặc đẹp sang trọng cho mẹ cha mình trăm mấy trăm triệu mở qua đây, cái đòi về cái kêu chú cứu, Đúng rồi. rồi lúc ăn mẹ nó lãnh trăm mấy 200 triệu sao không kêu chú cứu giùm đi, Đúng phải rồi. không? Nó Đúng đâu có đúng trình báo với chú là rồi. cha Đúng mẹ tôi lãnh 200 triệu đâu, rồi. Đúng rồi, con này thấy đúng. không? Đúng. Con nói có gì là con nói đấy, con nói gian nói dối, Đúng 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 con rồi, đặt con nói sự thật, đúng rồi, con nói sự thật, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ đó đâu con này có nhiều người chửi chú nhưng mà không dám đăng cho đăng như con, hiểu không? Người ta nó cũng nói chuyện dạ. với chú nhưng mà không có cho đăng, nhưng mà con cho chú đăng thì chú đăng để cho chú cảnh giác, nhưng mà ta nói cứu rồi, chú nói là có nhiều người chửi chú không cứu nữa ha. Rồi Cái việc nó rồi đi, cái việc rồi đăng lên đi, có rồi ai chửi con vô đây kiếm con cũng chơi rồi, trên tù Vinh nè, con cũng chơi nè, ai biết rồi. gì vô đây dạ. Đúng rồi. Tại vì nó đi hàng quay quá trời ơi, Đúng, hàng quay, đúng rồi, quá đúng trời hàng quay. ơi. Đúng Đi rồi. vô hàng quay, nó quay nói cái trái đất của Trung Quốc này nó quay muốn hết rồi, Đúng rồi, câu này đúng đó. cái người ta cảnh giác, người ta không cho nó xài điện thoại, cái bắt đầu cái nó đăng lên cái nó nói ta nhốt không cho xài điện thoại, tại mày ít lường gạt quá mà không đối xử với mày như vậy, phải không? Đúng rồi. Như con về với thằng con là ăn uống gì cũng thoải mái, nó nói cái gì cũng được chân đừng bỏ nó được, Đúng đúng rồi. nó nói vậy đó. Đúng rồi. Rồi sao mình bỏ nó được, con thấy chú mà con tức, con nói trời ơi sao mà chú Hải này muốn điện cho chú nè mà sao biết số điện thoại, bữa Rồi nay nói là mát lòng mát dạ rồi ghê rồi cho chú đăng đó. ngay lên để chú đăng, chú cảnh giác để chú không có cứu nữa, chứ cứu mệt, tiếng mệt ngay cũng điện, nghe một điện rồi chú xin số phản, Đó. chú xin số phản, chú nói cho số phản chú cho trước 10 triệu 2 triệu trước, rồi đặt tiền vé xe đến đâu rồi chú trả tiền nữa, thấy không? Nhưng mà bây giờ Đó chú thì nói chung là chú giúp không phải lại người, chú cũng phải tốn tiền. Mày gấp qua về đi, người ta nó về bển được rồi bắt đầu cái chừng nữa nó qua đây nữa để chú giúp nữa. đúng rồi Đúng không? Nó đúng đi rồi là bây giờ đi là phải có giấy tờ mới đi được, không đúng có rồi giấy tờ chú qua quốc này không có được. đúng rồi nè. Bây giờ biết sao, tại Dạ. vì nhiều cũng mát miếng giống nhưng mà nhiều người không dám cho quay, nhưng mà con mạnh dạn gì là chú vui rồi. Có gì có cái này clip này để Dạ. chú cảnh giác cho chú và cho mọi người nữa. Đó, Dạ. ha. Đó, bây 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 giờ giờ đăng lên đi. là đăng lên phố không? Rồi. Ai muốn gì vô đây kiếm con, nó Rồi kêu con rồi ai muốn gì vô đây kiếm con. rồi 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 chú Con cảm nói ơn. thẳng luôn, Rồi, rồi. chồng đồ gạt nhiều quá. Đúng rồi. Con nói vậy luôn đó, Đúng đồ gạt nhiều dữ lắm luôn. rồi, qua hàng quay mà không, Đó. nó tự nó qua hàng quay rồi nó lấy chồng, đã là lấy thành mấy trăm triệu kia, nó bắt đầu lấy chỗ khác lấy nữa. Dạ. Ừ. Một đứa cho ít gì đi, con nói ơi. Nếu mà con dâu có cho ít gì cũng 150 triệu Đúng là rồi, ít đó, đúng là ít đó. Bây giờ con hỏi chú nè, đứa ba đời chồng, bốn đời chồng, một đứa 150 thôi là chú tính giùm con coi, ba bốn đứa nhiều đúng đó, rồi cái tới người ta không cho nó xài điện thoại thế này kia là tại nó chứ không phải tại người ta, tại nó đi nhiều quá xài điện thoại cái người ta sợ đó. được. Rồi rồi người ta không đánh đập thì người ta chắc không muốn đánh đập đâu, làm gì ai bên đây quánh đập đi, đi ra tới công an báo cái đưa mình về rồi, Đúng rồi. không cần tới chú giúp nữa Đúng rồi, đúng rồi. đúng Đúng đúng, nghe không? nói. Ai cũng nói công an mà đây Dạ. nó gắt gao lắm. Nó khó lắm Rất đó, chứ là không rất phải như là. công an đâu, Đúng công rồi. an đây nó khó gấp gấp 10 luôn á, Đúng yêu rồi. cầu chú quýnh mặt hay bạc tay bắt đầu điện, nó đợi tới nhà nó gõ cửa nó bung cửa vô liền luôn á, nó hốt chồng mình đi liền. Ở bên đây đó, bên đây cái lực nó khó lắm đó, chú cứ việc chú đăng Rồi. lên thoải mái đi, Rồi rồi. con mà lên cũng vui nữa, Rồi. con nói cho mấy nhỏ này cho nó bớt bớt lại quá trời quá đất rồi. Rồi rồi, bây giờ nè, nói chung hiệp sĩ nãy nghe em gái này nói rất là chí lý, rất là hay. Có gì bà con thắc mắc hoặc cứ điện thoại qua số điện thoại riêng của hiệp sĩ nãy là 0913 785858, 0913 Dạ. 630921. Bà con cứ điện thoại hiệp sĩ Vinh Hải 0913 785858. Bây giờ tôi nghe
À, em gái này cho đăng lên mạng, tôi mới dám đăng đăng đi chi đăng để tôi cảnh giác là ai xét gì có ai xấu thật sự chứ, mà lấy ba có người ba lấy ba là thằng chồng mà giờ cứu là cứu gì đó Dạ đó. thấy con thấy tội nghiệp, con thấy con cũng ở bên Trung Quốc, không phải quân binh người Trung Quốc, con nói thật sự không phải quân binh mà con đi làm với chồng con biết nè, nó đi làm rất là cực khổ luôn, nó kiếm đồng tiền cũng khổ lắm, đâu phải người ta giàu mà tự nhiên ta được ngồi không gì tiền nó vô, mình Đúng phải rồi, mằn mấy bằng đúng bằng mới có ăn, có có tiền. làm mới có ăn, có làm mới có ăn. Dạ còn còn nếu mà ở đây cho ăn ở không cái buồn buồn cứ đòi buồn hoài, Trời. buồn cái gì mà nó cho mình ăn uống đầy đủ không quách không đập không hành hạ mình thôi mà buồn cái gì mà buồn, Đúng nó rồi. muốn vui thì muốn có tiền mình tự mình đi làm nó sẽ có tiền, mình xin chồng mình làm có tiền, còn ông không cho tôi làm thì ông cho tiền tôi nó cũng cho chứ không Đúng có rồi. nhiều, cho ít gì cũng được đỡ Đúng hơn rồi. không có. Đúng rồi. Em nói Rồi đúng mấy cứ đòi đòi gì không mà con thấy mấy người này sao mà làm cái chuyện gì mà con thấy ghét quá trời. lấy. Đúng rồi. À, con coi mấy cái clip của chú là con thấy mấy đứa mà nhỏ 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 tuổi không à, gì 18 tuổi rồi 22 23 rồi mấy đứa là đi quay không đó, con nói chú vậy đó Đúng rồi, đúng rồi. quay không Thôi đó. con quấy đâu, con quấy đâu. Con quê ở tỉnh An Giang, Tình về còn con có con tây nè ở về Trung Quốc đó. hôm qua là bao nhiêu ngày tháng như bao nhiêu năm rồi, Con qua đây 8 năm rồi đó. đợt xong là mấy đứa con rồi. À, hồi trước á, thì con có bị người ta gạt, hồi trước đó là năm 2016 đó là Rồi người ta gạt đó. Rồi bạn bè nó thấy mình sống tốt á, rồi cái nó giúp đỡ mình đi chỗ khác đó, thì cũng ở tới giờ đó, cũng giờ cũng 8 năm ở bên đất Trung Quốc rồi rồi đó. Nếu mà khổ là hồi xưa nó khổ là có, còn bây giờ là vụ khổ, nếu mà người ta thấy chị em Việt Nam mình nó khổ từ rước đi chỗ khác lựa chỗ nào giàu có ăn đó, cũng phải có tiền gửi về cho gia đình mình giàu mình nương tựa cái tấm thân của mình, rồi người đó phải tốt với mình đúng chứ không phải để nhờ chú cứu đâu. rồi, chú Huy nhận Ừ, còn chờ cái gì mà lường gạt quá, nó gạt người quá. rồi 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 hỏi chưa, Dạ ở dưới bài con nghe là chú sẽ đăng này clip mình lên rồi rồi bài bài cảm dạ ơn, rồi cảm ơn, cảm ơn, hẹn gặp lại.